vanilla siro vậy. Về mình pha đá cũng được hoặc là mình pha rượu trắng. Ngon mẹ. Đây mà xin. Dạ còn đây là cái loại thứ hai này chỉ có 10 độ. Giữ hơi chắc xíu mẹ. Cái này nó chỉ là xin với đường mình ngâm ủ lên men tự nhiên thôi, nó chưa có rượu thôi. Cái van thì nó có vị đậm đà hơn, nó hơi có vị chát hơn. Đó là bớt gọt. Công dụng của nó là chị mình ăn không tiêu giúp mỏi xương khớp với lại bị đầy hơi. Này muốn làm quà thì dạ còn đây là loại thứ ba là rượu 14 độ. Bấm tắt, bấm tắt dạ. Đừng để cho nó 1 phút. Cái này là có cái van, mình lấy cái van 10 độ mình pha với rượu nếp 45 độ. Cái này là bao nhiêu độ? Dạ cái này là 14 độ kìa. Thử đi 14 độ. Đi không tỉnh đâu. Sợ xỉn đó. Thử cái này nè. Là cái này nè. Dạ đúng không nè. Còn cái này nữa nè. Còn cái 29 này chưa thử nó. Cái này nó mệt nó nhẹ. Rồi, đứng yên á. Nếu mà mình chiều nay mình có ăn hải sản thì mình tiệt gì á, mình uống cái vang á nó vừa. Nếu mà mình về mình pha đá luôn. Mua chai là biển uống. Mua chai mật ra biển uống. Mua chai mật, chai vang. Ờ, cái này 220, cái này. Dạ. Cái này 190. Mình lấy